Eyo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Tình hình là vừa mới hết Tết xong anh em ạ. Và lúc này thì anh em chắc hẳn đã có một cái khoản tiền nho nhỏ chúng ta dư ra rồi. Và lúc này thì với số tiền nho nhỏ đó thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào để chơi Tết. Cách đây một năm thì mình vẫn khuyên với anh em rằng iPhone 12 Pro Max là một chiếc iPhone cực kỳ ngon ở thời điểm đó, tức là vào đầu năm 2023. Tại vì trong thời điểm đầu năm 2023, chiếc iPhone 12 Pro Max này gần như nó không gặp lỗ hay không gặp bất cứ vấn đề gì cả. Thế nhưng sau một năm thì giờ đây, M12 Pro Max này nó sẽ có khá nhiều điểm yếu mà chúng ta cần phải lưu ý. Và không dài dòng với anh em nữa, bây giờ thì cùng mình bắt đầu đến với những cái lưu ý trước khi các bạn xuống tiền để mua iPhone 12 Pro Max trong năm 2024 nhé. Ok, let's go. Trước khi chúng ta bắt đầu video thì nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm đến những sản phẩm iPhone cũ như là chiếc iPhone 12 Pro Max ở đây, hay là những sản phẩm như là Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, các bạn có thể truy cập vào đường link mình để bên dưới description. Nó sẽ dẫn thẳng đến trang web cửa hàng của Điện Thoại Vui. Ở đây thì sẽ có rất nhiều mẫu máy và sẽ có rất nhiều ưu đãi cho anh em. Anh em chỉ cần click vô đường link bên dưới là có đầy đủ thông tin luôn nhé. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với chiếc máy của chúng ta. Đầu tiên là về phần thiết kế của em này vẫn còn mới, vẫn còn hiện đại, tại vì viền vuông này nó đâu khác gì so với 14, 15 đâu, đúng là như thế. Thế nhưng nó sẽ có một điểm yếu, các bạn có thể thấy chiếc máy mình đang cầm trên tay ở đây. Đây là chiếc máy bóc hộp vào thời điểm ra mắt vào năm 2020. Và khi mà chiếc máy này được ra mắt thì mình có sử dụng nó rất là kỹ, và anh Thịnh thì cũng có sử dụng, và anh em mình gần như là sử dụng chiếc máy này rất rất là kỹ, tại vì đây là chiếc máy mượn từ công ty. Và với chiếc máy này thì trong giai đoạn đó lúc nào nó cũng được đeo ốp và dán cường lực, nhưng mà giờ đây các bạn có thể thấy, và giờ đây thì các bạn có thể thấy mặt lưng của nó đã lốm đốm rất nhiều chấm ở trên này rồi. Và còn có thêm một vấn đề nữa, đó chính là khung viền thép trên iPhone 12 Pro Max. Mặc dù là khung viền thép cực kỳ bền và cực kỳ chắc chắn, nhưng mà giờ đây cái khung viền này nó đã bị rỉ sét rồi anh em ạ. Đúng rồi, tại vì sau khoảng 4 năm sử dụng thì cái khung viền này nó khó mà còn có thể nào hoàn thiện tốt giống như ban đầu, mặc dù là mình đã đeo ốp luôn đấy nhá. Và có một cái vấn đề nữa là mình phát hiện ra là khi mà mình đeo ốp thì cái khung viền của mình nó chóc và nó bị xước nhiều hơn các bạn ạ. Đúng rồi đấy, tại vì ở thời điểm hiện tại thì sẽ có rất ít những chiếc ốp nó có thể bao trọn chiếc máy của chúng ta có những cái khung viền mỏng. Và vì thế thì những chiếc ốp mà chúng ta sử dụng, như mình đang sử dụng, một vài chiếc ốp lưng chỉ 50-60 ngàn hoặc là 100 ngàn mà thôi. Và như thế bụi nó vẫn lọt vô chiếc máy của mình được, và khung viền của mình nó đã bị chảy rất là nhiều và bị chóc sơn. Đây, về tổng quan ngoại hình của một chiếc máy 4 năm sử dụng, các bạn có thể thấy lốm đốm ở mặt lưng. Ngoài ra thì khung viền đã có hiện tượng chóc sơn và nó cũng đã bị rỉ sét khá là nhiều. Ban đầu thì mình nghĩ rằng đây chỉ là những cái vết dơ mà thôi. Sau đó thì mình có đến Điện Thoại Vui và mình có nhờ các anh kỹ thuật xử lý giúp mình. Và sau đó thì mình được thông báo lại rằng chiếc máy này, cái khung viền của nó thì đã bị chóc rồi, không phải là vết dơ đâu. Giờ đây thì mình đã sử dụng chiếc máy này như một chiếc máy chân, và điểm duy nhất mình vẫn chưa thích là cảm giác cầm nắm của nó chưa tốt, bởi vì đây là một khung viền vuông và nó không vát hai bên cạnh cho các bạn, tức là khi mà các bạn cầm nắm, các bạn đang cầm một khối kim loại hình vuông. Còn với những chiếc máy mới hơn ở thời điểm hiện tại, khung viền của nó đã được vát vô các góc, vì thế các bạn sẽ có cảm giác cầm nắm tốt hơn. Và cuối cùng, chốt lại về phần thiết kế, một chiếc máy đã 4 năm tuổi, có một cái khung viền thép bền bỉ chắc chắn. Thế nhưng, khung viền thép này giờ đây nó sẽ có hiện tượng bị rỉ sét. Còn nếu như các bạn mua máy cũ thì có thể cửa hàng đã tân trang lại cho các bạn rồi. Nhưng mà đây cũng là một điểm lưu ý, vì có thể trong thời gian các bạn sử dụng, chiếc máy của chúng ta nó sẽ bị lốm đốm giống như mình và bị chóc sơn. Sau phần ngoại hình thì sẽ đến về phần màn hình của em 12 Pro Max này. Các bạn nghĩ màn hình của em nó có điểm yếu hay không? Câu trả lời của mình sẽ là có, vì thế chúng ta mới có video này. Khi mà các bạn bỏ ra với một số tiền trên 10 triệu đồng, cụ thể là với số tiền quanh quẩn khoảng 12 đến 15 triệu đồng cho những chiếc iPhone 12 Pro Max cũ đang bán ở ngoài thị trường, các bạn sẽ không có màn hình tần số quét cao 120Hz. Đúng rồi đấy, đây là điều mà làm mình cực kỳ khó chịu các bạn ạ. Mình đã sử dụng chiếc iPhone 12 Pro Max này trong một khoảng thời gian khá là dài. Sau đó thì mình lại được trải nghiệm Galaxy S24 Ultra. Và sau khi mình xài con S24 Ultra đó thì mình đã chán luôn iPhone 12 Pro Max, tại vì với chiếc Galaxy S24 Ultra nó sẽ có một cái màn hình sáng hơn, đẹp hơn. Ngoài ra thì tần số quét của nó cũng lên đến 120Hz và nó có thể tùy chỉnh lại cái tần số quét đó. Vì thế nó cho mình cái trải nghiệm rất là mượt mà. Và với chiếc iPhone 12 Pro Max này, các bạn sẽ không có màn hình tần số quét 120Hz. Và như thế thì những cái trải nghiệm của các bạn với số tiền các bạn bỏ ra thực sự là nó chưa tương ứng. Tại vì giờ đây các bạn chỉ cần bỏ ra đâu đó khoảng 3, 4 hay 5 triệu đồng, các bạn đã có thể sở hữu những chiếc máy Android với màn hình tần số quét cao, độ sáng tốt. Và với 12 Pro Max, màn hình không có 120Hz cũng là một điểm yếu của em nó. Và ngoài ra thì tai thỏ trên iPhone 12 Pro Max thì các bạn cũng đã biết rồi, đây là một cái tai thỏ rất là to và dày. Với iPhone 13 chúng ta sẽ có một cái tai thỏ mỏng hơn, nhỏ hơn, đỡ chiếm diện tích hơn. Với 14 các bạn đã có Dynamic Island, và 15 chúng ta vẫn có Dynamic Island.
ngân. Thế nhưng với 12 Pro Max, các bạn vẫn sẽ có một cái tay tháo to chính inch, và như thế thì nó vẫn chiếm diện tích của chúng ta. Và tiếp đến là về phần trải nghiệm người dùng. Với những cái trải nghiệm cơ bản nhất của mình như là lướt web, coi phim, chơi những cái tựa game cơ bản như là Liên Quân hay Clash of Clans, chiếc iPhone 12 Pro Max này nó dư sức rất cần cho các bạn. Tại vì với con chip Apple A14 Bionic, hiện tại thì nó vẫn còn khá là mạnh và khỏe, mặc dù là nó đã có đâu đó khoảng gần 4 năm tuổi rồi. Thế nhưng thì nó sẽ không hẳn là vấn đề với iPhone 12 Pro Max đâu. Nó sẽ có một cái vấn đề lớn lao hơn, đó chính là về phần pin. Pin của iPhone 12 Pro Max hiện tại nó đang gặp vấn đề rất là lớn các bạn ạ. Mình đã sử dụng chiếc iPhone 12 Pro Max này trong một khoảng thời gian dài, vì hiện tại thì pin của em nó chỉ còn 77% mà thôi, tức là dung lượng pin của nó không còn đạt ở mức đỉnh nữa. Và với một chiếc máy dung lượng pin không còn cao như thế nữa thì hiệu năng của chúng ta nó cũng sẽ bị bóp xuống một phần, tại vì như Apple đã nói, hiệu năng của máy ảnh hưởng từ phần trăm pin. Nếu như chiếc máy của các bạn có thời lượng pin tốt, có cái độ cháy pin của nó rất là thấp, vậy thì chiếc máy của các bạn còn mượt mà và ổn định. Còn với chiếc 12 Pro Max mình đang sử dụng ở đây, pin của nó chỉ có 77% mà thôi. Và như thế, hiện tượng lag giờ đây nó đã thường xuyên xuất hiện trên chiếc iPhone 12 Pro Max của mình rồi. Và nếu như các bạn có nhớ thì mình đã có ra một cái clip vào tháng 1 năm 2024 rằng chiếc iPhone 12 Pro Max này nó còn gặp lỗi camera nữa các bạn ạ. Không phải là chiếc máy nào nó cũng gặp lỗi camera, nhưng mà mình khá là suy xẻo là chiếc 12 Pro Max của mình nó đã gặp lỗi và bị hư camera. Và lúc đó thì chiếc máy của mình nó còn báo rằng đây là camera của linh kiện không xác định, mặc dù đây là một chiếc máy zin. Và đó cũng là một cái phần lưu ý cho anh em, đó là khi mà các bạn quyết định lựa chọn iPhone 12 Pro Max, các bạn hãy cố gắng lựa những chiếc máy nào có cái dung lượng pin của nó tốt nhất có thể. Cứ thời lượng pin mà còn khoảng 85-89-90% thì các bạn lấy giúp mình. Tại vì nếu như một chiếc máy mà có dung lượng 100%, các bạn nghĩ thử nhá, một chiếc máy đã có 4 năm tuổi rồi mà vẫn còn đến 100% dung lượng pin, vậy thì rất có thể viên pin này là viên pin được thay. Nếu như thay pin chính hãng của Apple không sao, nhưng nếu như thay một viên pin không xác định và còn sàn cáp qua, vậy thì thời gian các bạn sử dụng nó rất là thấp và nó cũng ảnh hưởng đến thiết bị của chúng ta. Vậy cho nên là mình vẫn khuyên với các bạn rằng cái mức pin hợp lý nhất các bạn mua cứ mua từ 85-90%, tại vì mua thấp hơn thì các bạn cũng có thời gian sử dụng nó thấp hơn. Và cuối cùng là một cái vấn đề rất lớn với iPhone 12 Pro Max, đó là lỗi bức xạ cao. Trước đó thì mình có nói với anh em rằng 12 Pro Max là một chiếc máy cực kỳ lành tính, trong khi 13, 14 đều bị lỗi sọc màn, xanh màn, 14 nó còn bị hao pin, và với màn của iPhone 15 nó còn gặp lỗi burn-in nữa cơ. Với 11 thì chúng ta sẽ có một cái màn lõ, XS Max thì giờ đây bị hư men. Còn với iPhone X và iPhone XR các bạn cũng đã biết, chúng ta thường xuyên sẽ gặp những cái sọc xanh ở trên màn hình. Và vậy cho nên là với iPhone 12 Pro Max, đây là một chiếc iPhone rất là lành tính, gần như là nó sẽ không gặp bất cứ cái lỗi nào ở trên màn hình của chúng ta cả, vì nó đã cực kỳ ổn định rồi. Và với cái lỗi bức xạ cao trên iPhone 12 Pro Max thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng đâu, tại vì Apple đã thông báo rằng các bạn chỉ cần cập nhật lên những cái phiên bản iOS mới nhất thì cái lỗi bức xạ cao này nó sẽ được khắc phục. Và thực tế khắc phục như thế nào thì chúng ta cũng chưa thể biết được, nhưng mà nếu như các bạn có thực sự quan tâm đến vấn đề sức khỏe thì các bạn cũng có thể lưu ý một chút về chiếc 12 Pro Max này. Còn nếu như các bạn không quan tâm luôn, các bạn cũng có thể quất luôn em 12 Pro Max, tại vì giống như mình đã nói, đây là một chiếc máy vẫn còn mới, mạnh, ổn định. Ngoài ra thì với những cái trải nghiệm cơ bản nhất thì 12 Pro Max nó vẫn cần tất được cho các bạn, quay phim chụp ảnh cũng đẹp luôn. Nó chỉ có một vài điểm yếu như là màn hình có tay thọ cao, chưa có 120Hz. Ngoài ra, khung viền và mặt lưng của chúng ta nó sẽ dễ dàng bị thay đổi theo thời gian, nó không được bền. Và trải nghiệm của người dùng thì nó cũng ở mức trung bình khá, không thực sự quá tốt đâu. Và cuối cùng là về lỗi bức xạ cao thì giờ đây Apple cũng đã thông báo fix cho chúng ta rồi. Như thế thì nó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Rồi, và đó là những cái trải nghiệm của mình với chiếc iPhone 12 Pro Max trong năm 2024. Với mình thì mình vẫn đánh giá đây là một em máy rất đáng để chúng ta sử dụng. Nhưng mà trong tầm giá này thì mình sẽ lựa chọn những chiếc máy Android, tại vì trải nghiệm của nó sướng hơn. Còn với các bạn thì các bạn sẽ có đánh giá như thế nào? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV, ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.